Bậc thầy phong thủy Singapore dự đoán sự nghiệp và tài chính 12 con giáp. Ba con giáp có quý nhân phù trợ. Tuổi Tý cực may mắn. Tuổi Thìn tránh đầu tư bốc đồng. Nếu bạn đang lo lắng tuổi của mình phạm Thái Tuế khiến năm 2023 khó khăn hơn, bậc thầy phong thủy Singapore lại cho rằng vẫn còn nhiều điều đáng mong đợi. Vì năm 2023 là năm quý mão, nên năm con giáp xung Thái Tuế là Tý, Mão, Thìn, Ngọ và Dậu. Nhưng điều đó không có nghĩa cả năm của bạn sẽ ố ám. Bậc thầy phong thủy người Singapore với hơn 17 năm kinh nghiệm Avinsai đã có một số dự đoán về sự nghiệp và tài chính, cũng như cuộc sống, sức khỏe của 12 con giáp, tuổi mão. Theo thầy Sai, người tuổi mão trong năm nay cần cẩn thận hơn một chút vì những ngôi sao không lành đang vây quanh họ. Dù có nhiều gian nan, trở ngại trong sự nghiệp nhưng người cầm tinh con mèo vẫn có thể tự chủ. Thầy phong thủy này cũng thúc giục tuổi mão nên lập kế hoạch tài chính phù hợp để tránh thua lỗ. Người tuổi mèo nên giải quyết xung đột gia đình bằng cách giao tiếp khéo léo. Thầy Sai khuyến khích các cặp đôi có mối quan hệ ổn định nên tổ chức đám cưới trong năm nay. Ngoài ra, để duy trì một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần tốt, tuổi mão nên tập thể dục nhiều hơn. Tuổi thìn Năm 2023 có thể là một xuân sẻ với những người tuổi thìn khi có nhiều ngôi sao tốt lành sắp thẳng hàng. Khi lập kế hoạch tốt, người cầm tinh con rồng sẽ dễ dàng thành công và đạt được mục tiêu của mình. Mặc dù nhiều may mắn là tốt nhưng thầy Avin Sai chỉ ra rằng tuổi rồng không nên để lòng tham làm họ đưa ra quyết định nóng vội và việc đầu tư bốc đồng có thể dẫn đến thua lỗ. Về sức khỏe, người tuổi rồng phải theo dõi chế độ ăn uống nghiêm túc hơn và hạn chế ăn uống quá độ. Tuổi tỵ Tuổi tỵ phải kiên nhẫn vào năm 2023 vì nếu hấp tập, sự nghiệp của họ sẽ phát triển chậm chạp, dễ gây ra vấn đề tài chính. Trong công việc, người tuổi rắn có thể gặp vấn đề với đồng nghiệp, ảnh hưởng đến hiệu suất và phải đối mặt với một số áp lực tại nơi làm việc. Trong năm nay, tuổi tỵ có vận may làm giàu lý tưởng, nhưng quan trọng nhất là họ vẫn cần thận trọng, không tham gia vào những trò may rủi và đầu tư mà không cần nghiên cứu kỹ lưỡng. Người tuổi tỵ cũng nên cẩn thận với những người bạn mới, chú ý quan hệ vợ chồng, làng xóm trong năm 2023. Tuổi ngọ Đối với ngựa, các ngôi sao sẽ thẳng hàng trong năm tới, mang lại may mắn và giải quyết các vấn đề tồn động tại năm cũ cho bạn. Theo thầy sai, vận may của người tuổi ngọ rất mạnh và có thể giúp đưa doanh nghiệp của họ có một số thành tựu quan trọng thậm chí lên một tầm cao mới, tuổi ngọ cũng sẽ có cơ hội thăng tiến trong công việc. Đối với những người muốn nhảy việc, hãy chú ý duy trì mối quan hệ tốt trong một môi trường mới để công việc thuận lợi. Vào năm 2023, vận may về tài lộc của người tuổi này ở mức trung bình. Họ nên kiềm chế mọi khoản bội chi và lựa chọn tiết kiệm cho những ngày khó khăn, tránh các khoản đầu tư rủi ro. Thầy sai cũng khuyên tuổi ngựa đề phòng những trò lừa đảo tình ái. Tuổi mùi thầy phong thủy a vin sai khuyên người tuổi dê nên có cách quản lý tài sản phù hợp để đảm bảo sự an toàn trước mọi tổn thất tài chính và tranh chấp pháp lý đặc biệt phải cẩn trọng với bất kỳ giấy tờ tài liệu pháp lý nào để được sếp và đồng nghiệp đánh giá cao tuổi mùi nên tận dụng mọi cơ hội để thể hiện tài năng của mình khi đó sự nghiệp của họ sẽ có một bước ngoặt lớn thầy sai còn khuyến khích người cầm tinh con dê nên duy trì thể trạng như hiện tại uống nhiều nước theo dõi chế độ ăn uống tập thể dục thường xuyên và có thể hiến máu tuổi thân trong năm 2023, tuổi thân sẽ thấy công việc kinh doanh của mình phát triển với sự giúp đỡ và hỗ trợ từ quý nhân. Họ cũng có thể cân nhắc làm từ thiện nhiều hơn vào năm tới, có thể giúp khắc phục mọi tổn thất tài chính bất ngờ có thể xảy ra. Chuyên gia phong thủy thấy trước cơ hội đi công tác nước ngoài cho người tuổi Khỉ vào năm tới. Đối với những người muốn thăng tiến trong sự nghiệp và phát triển, đây là cơ hội tốt để nâng cao kỹ năng của họ. Vận may là tốt, nhưng thầy sai cũng khuyên người tuổi khỉ không thể quá tự tin và tiêu xài hoang phí họ nên cố gắng tránh xa trò may rủi và quản lý tài chính hợp lý. Các cặp vợ chồng có thể đón một thành viên mới trong năm tới, bên cạnh nhiều sự kiện vui vẻ trong gia đình. Năm 2023 là thời điểm tốt để tuổi thân đặt lịch kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng, tuổi dậu. Năm 2023, người tuổi gà dù có tham vọng đến đâu cũng phải hạ thấp điều này xuống khi phạm thái tuế. Họ sẽ cần phải cẩn thận với các giao dịch và cố gắng không vội vàng đưa ra bất kỳ quyết định nào. Tuổi dậu cũng nên giữ thái độ khiêm tốn và thận trọng với lời nói và hành động của mình. Nếu những người tuổi dậu hành động vội vã, sự nghiệp và vận may của họ có thể bị ảnh hưởng. Mâu thuẫn cũng có thể nảy sinh từ những ý kiến khác nhau. Sư phụ sai gợi ý rằng một cách để người tuổi gà xoa dịu cuộc đụng độ với thái tuế là làm nhiều việc thiện nhiều hơn. Họ cũng nên tổ chức, tham gia nhiều sự kiện có mục đích tích cực với tâm thái vui vẻ để thu hút vận may. Người tuổi dậu nên kiểm tra sức khỏe của những người lớn tuổi trong gia đình mình. Tuổi tuất, tuổi tuất sẽ có một năm bình yên và xuân sẻ vào năm 2023. Đầu năm công việc kinh doanh có thể gặp khó khăn do những vấn đề từ năm ngoái, nhưng quý nhân phù trợ sẽ giúp họ vượt qua. Thầy Sai cũng dự đoán họ có cơ hội thăng chức và tăng lương. Nhìn chung, tuổi Tuất sẽ gặp may mắn hơn về tiền bạc trong năm tới. Đối với những người đã có mối quan hệ lâu dài và ổn định, năm 2023 là năm lý tưởng để kết hôn. Các cặp vợ chồng cũng nên cân nhắc việc có con. Gia đình người tuổi Tuất năm nay tương đối hòa thuận và vui vẻ bên cạnh đó, người cầm tinh con chó nên chú ý để tránh tái phát những căn bệnh cũ. Tuổi hợi, đối với năm 2023, thầy sai khuyên người tuổi hợi nên để tâm trí mình tràn ngập sự tích cực, đừng để cảm xúc nhất thời chi phối khiến họ mất đi động lực để phấn đấu phía trước. Khi họ có những suy nghĩ cởi mở, mọi thách thức trong năm đều có thể giải quyết, đặc biệt là các mâu thuẫn. Tuổi hợi nên không ngừng tận dụng cơ hội học hỏi và nâng cao kỹ năng của mình để phát triển trong sự nghiệp Điều họ cần chú ý là cách quản lý tài chính rõ ràng, không để rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Họ cũng nên tránh bốc đồng và quản lý tài chính rõ ràng để tránh rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Thời sai đặc biệt cảnh báo người tuổi hợi nên chú ý cẩn thận với những vật sắc nhọn. Tuổi tí, với những người sinh năm tí, năm 2023 có vẻ là một năm tốt với nhiều sao tốt lành. Những người muốn thăng tiến trong sự nghiệp có thể thấy quý nhân đến giúp họ tiến bộ nhanh chóng, còn những người có sự chuẩn bị tốt sẽ dễ dàng phát đạt. Người tuổi Tý cũng có thể mong đợi vận may cực kỳ dồi dào vào năm tới. Những người tuổi Tý độc thân sẽ có cơ hội gặp một nửa tiềm năng, đồng thời cũng là một năm tốt để sinh con. Với nhiều sự kiện vui trong năm 2023, tuổi Sửu, tuổi Sửu phải cẩn thận trong năm tới vì những ngôi sao không lành đang chiếu vào họ. Thầy sai khuyên người tuổi Sửu cần nâng cao kỹ năng và kiến thức bởi điều đó sẽ giúp ích khi đối mặt với thách thức. Để tránh đánh giá sai, người Sửu nên nghiên cứu thêm về các khoản đầu tư trước khi đưa ra quyết định. Tuổi Sửu cũng nên thận trọng trong việc kết bạn vì những người bạn mới có thể ảnh hưởng đến tương lai của bạn. Về sức khỏe, tuổi Sửu nên đi khám sức khỏe định kỳ và có cơ hội hãy nghỉ ngơi nhiều hơn trong năm nay. Tuổi Dần, ngôi sao quý nhân của tuổi Dần tỏa sáng mạnh mẽ vào năm 2023, sẽ luôn có sự giúp đỡ bất cứ khi nào họ gặp trở ngại. Đối với những người hy vọng thăng tiến trong sự nghiệp, việc giữ một thái độ tích cực và tràn đầy năng lượng sẽ tăng cơ hội của họ tuổi dần cũng sẽ có một dòng tiền tài lộc trôi chảy và ổn định trong năm tới, nhưng thầy sai vẫn cảnh báo rằng họ cần phải quản lý tài chính thật tốt. Tuổi hồ cần tránh làm việc quá sức và lưu ý chế độ ăn. Năm nay cũng là một năm tốt về mặt tình cảm với cả người tuổi hồ độc thân và đang muốn kết hôn. Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệp. Theo Yahoo Lai.